Quý vị đang quay trở lại với chương trình 7 nụ cười xuân. Sau đây là một cái game chúng ta phải vận động trí não cũng như tất cả đầu óc quay trở lại thời học sinh. Đây là chuyên môn đỉnh cao của Lan Ngọc. Giải toán thần tóc. Mỗi đội chỉ có 3 người. Chúng ta sẽ xoay vòng để giải toán. Ai cũng phải làm việc liên tục. Người đứng ở dưới đây cho một người kia trụ lên và bắt đầu giải toán. Trong trường hợp cái người đứng lên trên mà bự quá thì ở dưới hai người trụ. Đơn giản vậy thôi. Và trong vòng 2 phút, đội nào trụ giải toán đúng nhiều hơn thì chiến thắng. Trụ mà rớt thì không được giải. Trụ vẫn giải xong xuống tiếp theo lượt. Như vậy là hoàn thành. Chắc chắn là đội mình thắng rồi đó. Nên nhường cho đội bạn đi trước đi. Người ta có chịu không? Chơi không? Chơi. Chơi. Xin mời. Mình chơi để mình xin thương đội này. Sẵn sàng chưa? Chơi. Chúng ta nên nhớ, mỗi đội chỉ có 2 phút. Đội nào nhiều phép tính đúng hơn thì chiến thắng. 2 phút bắt đầu. Còn 1, 1, 1, 3. Chính xác. 2 x 3 bằng 6, 6 x 6 bằng 1, 1 cộng 0 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, bằng 1. Chính xác. 20 cộng vừa 6. Rồi, rồi, rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cứ ai, cứ ai. Nặng gì chứ. 3 x 3 bằng 90, cộng 8 bằng 98. Chính xác. Tiếp tục, tiếp tục. Đến trước. 9 chia 3 bằng 3, 3, 3, 3. Chín. Rất dạ. Ha, nhân chia trước cộng trừ sau hả? Vậy 5 x 2 là 10. Ha, cộng 3 là 3. 13. 5 nhiêu? 15. 15. Ủa đâu vậy? Ơi. Không tính, không tính. Không quẻ nha. Từ từ. Ai bắt? Trời ơi, 28 cộng 2 bằng 30. Chính xác. Ồ, hay quá. Được chưa? Lên. 3 4 12, 12 chia 6 bằng 2. Chính xác. Em quá quá. 30 8 trừ 3, ở gì 3 chia 3 là 1. Dạ, giỏi mấy này lắm. 37. Chính xác. Nói nữa hả? Làm thì lớn, làm quá. 10 cộng 5, 15, cộng 7, 22, trừ 2, 20, trừ 5, 15. Chính xác. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Mệt quá. 4 chia 2 là 2. 2 3, 6. 6 chia 6, 1, 1, 1 bằng 2. Chính xác. 10, 10 là 2. 2, 2 chia 2 là 0. Không, không, không. Giờ. Là không. Tào lao sao không? Thì dân chia 5 đồng trừ sao? 5, 2, 10. 10 chia 5, 2. 13. 5, 1, 10. 15 trừ 2, 13. Em đi quán rồi. Trong 2 phút, các bạn đã mang về 9 phép tính đúng. Xin chúc mừng. Nè, thời gian 2 phút nè. Bắt đầu. Trời ơi. Trả lời đại đi. Cái gì? Cái gì? 10. Chính xác. Trả lời đại đi. Anh có thành chịu hết. Trời đất ơi, 18 chia 9 là nhiêu vậy? 18 chia 9 là 2. 2 trừ 9. 2 trừ 9. 2 trừ 9 là trừ 1. Trừ 1 cộng 8 là 7. 1. Ủa sao nó nhắc vậy? Giờ đâu có đâu. Không nhắc. Không, chính xác. Kết quả là 1 mà. 1. Trả lời lại đi. Cái gì vậy? Trả lời lại đi. Cái gì mà không biết, không biết. Không biết rồi. Thua, thua đi, thua đi. Quá đi, tính toán gì đâu cửa. À, 8, 8 x 2 là 16. 16. Ủa, sao 3 trừ vậy? Trả lời lại, âm lại. 3 trừ là âm, là âm 13. Âm 13 mở ra ngoài. 15, 15 là 2. Đúng, chính xác. Ê, sao cái đội tôi, cái đội tôi toàn là toán khó không vậy trời? Ừ, khó vậy. Rồi, 5 x 4, 20, 20 cộng 2 là 22, 22 trừ 3 là 10. Và 22, 22 trừ 3 là 19, 19. Sao? Ơi, sao rồi? 22, 22 mà trừ cho 18, 22 trừ cho 18 là 22 trừ 55 rồi. 22 trừ 18 là 44, 44. Ai thua nữa nè? 10 chia 2 còn 5. 30 chia 3 là 10 là 15.
15 ngồi xuống. Bốn chia ba là bảy. Nhưng mà những lúc mẹ nó thích toán á, em duyên dáng á, em làm cho cả trường quay cười nghiêng ngả bởi vì cái độ thông minh và giỏi toán của em. Em bốn chia ba là sao ra bảy mà? Tám được toán được không? Tám chia ba. Sai rồi. Không chính xác. Tám được tám đúng rồi mà. Rồi 9 nhân 6 là 36, 36 cộng 5 là 54, 54 cộng 5 là 59, 59 và trừ 29 là 30. Chính xác, hết giờ. Quý vị khán giả đáng xem chương trình Bày Nụ Cười Xuân. Dạ dạ. Dạ. Em bị gì? Em có bị cái chí mô anh. Sao em nói giọng kỳ vậy? Em nói như rửa là có lý do hết. Bởi vì một xíu nữa thôi, khách mời của chúng ta là một chàng trai xứ Huế mộng Huế mơ. Anh Long Nhật phải không ta? Đúng rồi, anh Long Nhật. Cùng anh và em, chúng ta đã chung một đội, anh nhớ không? Nhớ chứ, đội toàn thua. Nè, anh nói nè, anh là người Đà Nẵng, em ở Huế, anh cũng ở Huế, mình là hàng xóm láng giềng nhau, ráp phải ăn ý lắm. Thế sao mà toàn thua không là sao? Anh bớt đồ thừa lại đi anh ơi. Anh thua là vì răng, là vì anh chơi quá giờ, nghe. Không còn liên quan chí tới em với anh Long Nhật hết, anh đừng có đồ thừa như rửa. Đâu anh chơi hay. Hay chỗ mô mà thua từ trên xuống dưới, thua toàn tập mà hay chỗ mô. Anh vô đội nào thắng đâu đó, vô đây mới thua. Mình thua như rửa thôi nhưng vẫn còn một trò mình thắng. Anh nhớ trò chi không? Trò gì ta? Đó chính là trò chuyên và hững bóng bàn. À, anh nhớ không? Chuyên nhớ và rồi, hứng. Nhớ rồi. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng xem thử. Thử thách chuyên và hứng bóng bàn. Hai thành viên của một đội sẽ dùng các món đồ bóc được trước đó để chuyên bóng bàn cho thành viên thứ ba. Thành viên thứ ba sẽ đeo một chiếc vợt trên người với nhiệm vụ hứng bóng. Trong 2 phút, đội hứng được nhiều bóng bàn hơn sẽ tiếp tục ghi cho mình 1 điểm. Rồi, hai đội hãy chọn thùng phía sau. Đội nào thích bên nào thì chọn bên đó. Ngọc chọn đi Ngọc. Em đòi chọn đúng em rồi. Thùng này, bên này. Thùng này nó thuộc về bên mình mà chắc nó cũng dễ thương. Rồi mở thùng. Nó nhảy ra đó. Lấy hả? Tan. Đội nào chơi trước? Bên này chơi trước. Bên này chơi trước. Đơn giản, chúng ta sẽ xúc bóng bàn. 2 phút bắt đầu. Trời ơi, bất ngờ, dễ sợ, gấp, xong rồi. Trời ơi. Tung mạnh lên em mà. Chỉ cần bỏng lên là được rồi. Cái gì? Để vô đây đã. Bỏ cái tay vô. Ừ. Rồi, tôi hiểu đội rồi, tôi hiểu đội đi xa đó. Trời ơi. Bỏng lên, quăng vô người nè. Rồi đội tôi thua chắc rồi nè. Trời ơi trời. Không thể nào thắng được nè. Ngọc ơi, xem chán gì Ngọc. Vận dụng trí não nè. Qua giỏi quá. Vô. Ngọc trái. Trời ơi chán như kìa. Khó lắm á, nó đi mà. Ngọc ơi, gia đình chắc buồn em lắm hả Ngọc? Bình tĩnh đẹp. Bình tĩnh thôi. Nâng niu đi. Ở dưới nè, cái nhẹ lên hả? Ở dưới nhẹ lên hả? Quăng chi vậy? Phải nâng niu. Đó. Ê, có thằng khoa nó quăng hổng tán nó vô mặt đến lượt không ta? Trời, có bức trời kìa. Cứ yên tâm đi, mỗi một lần chị gấp là hết 30 giây rồi. Trời ơi, chào em rồi. Đổi đi, đổi dụng cụ đi. Đổi đi, lấy cái này đi. Mạnh lên hết mạnh. Lấy cái chân lùa vô luôn đi. Cầm thấp đi đồ hông. Chán thiệt chứ. Trò chơi không dành cho mình rồi sao? Trời ơi. Thấy chưa, khó lắm á. Nó cũng khó gấp thật. Trời ơi. Cầm ở dưới. Chán thiệt chứ. Còn cái cuối này. Hết giờ. Hết giờ. Ba trái giỏi.
tệ. Khoan cho em thử một trái duy nhất lại đi. Rồi. Em lấy lại danh cầm dự cái. Cầm ở dưới, cầm ở dưới. Ok, coi em có danh dự hay không. Mất danh dự. Yeah. Đó, hay hả? Cô bé hay lắm. Chơi thử là luôn thắng. Chơi thiệt như hạch. Như hạch. Tại vì em muốn nhường cho đội bạn. Con. Thiếp. Rồi. Thiếp đánh, đánh cầu lông á. Vậy nè. 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 Đó. Có chơi cầu lông bao giờ hả? Không. Nhà có bán hủ tiếu không? Đó. Rồi. 2 phút bắt đầu. Hay. Tôi thấy con lành rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên. Đó. Tôi thấy con lành rồi. Thì đang ngược lại, ngược hướng lại đó. Đó. Hất lên nào, hất mạnh lên nào. Nè, khoan nha, Vinh mới sửa mũi nha. Có những cái này em ghi hết lần sau lắm này. Cầm đi sắp hất. Ê, la bị dậm. Chứ anh người ta để cái đây rồi. Thôi đừng nói này hết giờ, em đừng nói. Quất luôn, quất luôn. Dạ. Dích luôn. Dạ. Ngang quá. Dạ, rút thẳng luôn. Dạ, thôi. Dích luôn. Dích luôn, dích luôn. Không phải, dích thẳng qua luôn á. Dích qua luôn á, dạ. Từ từ. Không được, không được đâu. Cái này khó lắm. Đó, đổi người được không? Rồi. 1, 2, vô. Đó. Yeah. Yeah. Hay quá trời. Thấy người ta không? Cái mút dễ. Chúng ta hãy dùng một cái máy cận cho anh Lâm Nhật. Đánh gôn một loạt được. 2, 3, vô. Con đang coi, con mình đang coi anh Nhật. Con trai mình đang coi ba nó. Hãy làm cho con gái hãnh diện. Hãy làm cho con gái hãnh diện. Đó. Yeah. Đó. Cầm sáng dưới, cầm sáng mạnh dưới. Lên, cái lên, mạnh lên, mạnh lên. Lấy tay cầm đây nè, đó. Mạnh lên, mạnh lên. Cố lên ba Nhật. Móc ngược lại nào. Mạnh lên, đừng có sợ hết. Vinh dở, Vinh dở, cái này là Vinh dở. Cái này là Vinh dở. Anh phải linh động chứ. Anh phải đẩy cái đó xuống dưới. Ừ, xuống, xuống, xuống. Thôi em, thôi em, thôi em. Bật, dạ, dạ. Cứ bật lên. Bình tĩnh nào. Hay quá. Trời không như là mơ. Nè, chỉ vô lên kìa. Tên ra, tên ra, tên ra, tên. Anh Nhật đây nè, Nhật. Đánh gôn. Đó, đơn giản thôi. Dở quá. Cho ta lấy xong rồi làm được. Hết giờ rồi nha. Đội tôi phải thắng cái vòng này mới được. Rồi, nghệ sĩ Lâm Nhật vẫn đang múc cháo chưa thành công. 3 phút 15 giây 2, rồi đó. 3, múc cháo. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ. Như vậy là sau 2 phút đội của anh Lâm Nhật Trương Thí Vinh là Lâm Vĩ Dạ chỉ có 1 trái. Bây giờ hãy coi nè, đưa cái bút ra, đưa cái bút cháo đây. Tức quá mà. Chán thiệt mà chứ. Mà sao cái cuối cùng được vậy? Anh được cái gì cái đội anh vỗ. Nè, Lan Ngọc thể hiện đi cưng. Bút cháo. Đó, à. Quán nè. 2, 3. Lan Ngọc đã lần đầu tiên phá giớp, vượt lên số phận.